Tổng trị giá xuất khẩu hàng rau củ quả của Việt Nam trong 6 tháng đầu năm lên tới gần 2 tỷ đô la Mỹ, tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số 1,99 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu rau quả 6 tháng đầu năm, phần lớn là xuất khẩu sang Trung Quốc với giá trị lên tới hơn 1,47 tỷ đô la Mỹ, tương đương khoảng 73,9% tổng giá trị hàng rau quả xuất khẩu. Ngoài Trung Quốc, một số thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam với hàng rau quả là Hoa Kỳ với trị giá hàng hóa khoảng 62 triệu đô la Mỹ. Một số thị trường lớn khác có thể kể đến như là Nhật Bản gần 57 triệu, Thái Lan 30,5 triệu, Hà Lan 30 triệu, Malaysia 27 triệu đô la Mỹ.